Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Người ta thường nói sông Trường Giang hay sông Dương Tử là một chú rồng khổng lồ, cũng chính là long mạch của Trung Hoa. Thế nhưng dù bị hơn 60% số người phản đối thì cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vẫn lên kế hoạch thực hiện xây dựng con đập Tam Hiệp, chặn lên mình chú rồng to lớn Dương Tử. Những ngày gần đây, từ ngày hạ chí lưu vực sông Dương Tử đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa dầm liên tục đã kéo dài nửa tháng nay tại miền Nam Trung Quốc. Lũ lụt và sạt lở đất đã trở thành một trong những từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong các trang tin tức, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Mưa to, ngập nước như vậy, liệu đập Tam Hiệp có bị vỡ? Những cơn mưa dầm rả rích liên tục và sự gào thét của dòng sông những ngày qua có ý nghĩa gì? Đừng rời mắt khỏi màn hình vì tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Tại sao người ta có thể xây đập Tam Hiệp? Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa, khi Đại Vũ trị thủy, có một con sao long gây họa loạn bốn phương. Thần Huyền Vũ đã hóa phép tạo thành hai hòn đảo thần là đảo Rùa và đảo Rắn, trấn thủ hai bên sông Trường Giang để khắc chế con sao long này, khiến nó không thể tiếp tục gây ra tai họa nhân gian và chung sống hòa bình với nhân loại. Giao long dù sao vẫn là giao long, không phải là vật ở thế gian. Dưới sự giáo huấn của thần tiên, nó cũng dần trở nên có quy tắc, không còn cố ý gây họa mà bắt đầu tạo phúc cho dân. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã bắt đầu thực hiện kế hoạch hủy diệt Trung Hoa, lưu giữ màu đỏ trường tồn vạn đại cùng sông núi, cắt đứt vận khí nơi định đô của các bậc đế vương, cố ý phá hoại phong thủy và nhất định muốn hủy hoại long mạch của sông Dương Tử. Vào năm 1986, Trung Quốc cho xây dựng tháp truyền hình trên núi Rùa ở bờ đông của sông Dương Tử. Nó giống như một cây kim cắm trên lưng thần Huyền Vũ để làm thần Huyền Vũ mất đi linh khí. Năm 1984, người ta lại xây dựng khách sạn Tình Xuyên có hình vuông giống như một tấm bia mộ đứng sừng sững trên đảo Rắn, nơi bờ tây dòng sông Dương Tử. Từ đó mới có tiết mục làm trò hợp logic cho việc trị thủy Trường Giang năm 1993 khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền. Đập Tam Hiệp được bắt đầu xây dựng vào ngày 14 tháng 12 năm 1994, ngày 4 tháng 7 năm 2012, tổ máy cuối cùng được bàn giao và chính thức đưa vào khai thác toàn diện. Về lý mà nói, rồng là con vật không phải là thời gian, tại sao lại có thể bị một con người nhỏ bé phá hoại, đè nén bằng một viên gạch lớn? Điều này có lẽ là thiên mệnh, có lẽ nó giống như là đại kiếp nạn của các thần tiên. Trong câu chuyện Phong Thần Diễn Nghĩa chính là kiếp số của dòng Dương Tử. Sự bắt đầu của dự án khổng lồ này được quyết định bởi người lãnh đạo đứng đầu đất nước. Điều này có liên quan tới số mệnh gì của Trung Quốc? Chúng ta hãy cùng tổng kết những hiện tượng dị thường xảy ra tại Trung Quốc trong những năm qua. Thứ nhất, sao Thủy nghịch hành vào năm Quý Mão. Năm 2023 là năm Quý Mão, bước vào tháng này, lũ lụt là mối quan tâm lớn nhất hiện nay của chúng ta. Điều này làm chúng ta liên tưởng tới sao Thủy trong 9 đại hành tinh. Thời cổ đại, sao Thủy còn được gọi là Thìn Tinh. Năm nay có 3 lần sao Thủy nghịch hành. Hiện tượng thiên nhiên khác thường này chắc chắn sẽ đối ứng với những sự tình bất thường khác nhau tại thời gian. Sao Thủy nghịch hành ở gần sao Gia Tú trong Ất Tỵ chiếm viết. Khi sao Thủy ở gần sao Giác, vua trừng trị kẻ có tội vội vàng cấp bách, lũ lụt tuôn trào, người đến rồi đi, thuyền bè đối đầu nhau. Sao Thủy trấn thủ ở hai góc của sao Giáp Biên, dưới quân sự trở ngại, lương thực khó khăn, có sự phát động liên quan tới quân đội. Hiện tượng thứ hai, Kỳ Môn Độn Giáp xem Tạm Hiệp. Nói tới người lãnh đạo, người ta liên tưởng tới Kỳ Môn Độn Giáp. Đây là môn thuật số cổ xưa của người Trung Hoa, chủ yếu dùng vào mục đích chiêm bói chuyện quốc sự và binh pháp thời xa xưa. Theo ghi chép trong thư tịch cổ, đây là cổ thư do Đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cho Hoàng đế khi đại chiến với Sivu ở Trác Lộc.
Lúc đó có 4.320 cục, sau đó phong hậu tinh giản có 1.080 cục. Lúc đầu vốn chỉ có bạn Kim Hàm, hoàng đế sai phong hậu diễn ra để dùng cho việc bình thư. Đến thời Nghiêu Thuấn, khi sai Đại Vũ đi trị thủy, lại được đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho văn thư trên lưng rùa thiêng trên sông Lạc. Trên lưng rùa thiêng có hạ đồ và văn thư rùa mang gọi là Lạc Thư. Phép độn giáp được chính thức lưu truyền từ đây. Hán Tử Phòng thì gom lại thành 13 cục. Thục Quân Sư là Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh và bố vợ ngài là Hoàng Thừa Ngạn. Vợ ngài là Hoàng Nguyệt Anh, tục gọi là Hoàng A Sửu Đắc Ngô Thần Cơ, tạo thành bát trận đồ gồm 8 cửa và 3 kỳ. Hầu hết những bậc thánh nhân sử dụng thuật chiêm bói của kỳ môn độn giáp là những bậc quân sư kỳ tài trị quốc bình thiên hạ như Phạm Lãi, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Hàm nghĩa của kỳ môn độn giáp là do 3 khái niệm kỳ môn và độn giáp tổ hợp thành, trong đó giáp ất bính đinh mậu kỷ, canh tân nhâm quý. 10 tổ hợp thiên can này ngoài đại diện cho khái niệm về thời gian và không gian mà mọi người vẫn quen thuộc, còn có hàm ý đặc biệt đối ứng với những hình tượng khác nhau. Kỳ chính là ất nhật kỳ, bính là nguyệt kỳ, đinh tinh kỳ. Nhật kỳ là ngày, là mặt trời sáng sủa, ất kỳ, nguyệt kỳ là tháng, là mặt trăng đỏ sáng. Bính kỳ, tinh kỳ là giờ, là sao, là vi cấp của 60 giờ trong 1.000 năm, ngày 5 nhân 12 giờ. Chi phối bởi 28 vì sao gọi là thập nhị bát tú, gọi là định kỳ. Mỗi tiết trời có 3 nghi bằng 15 ngày. Sau nhóm thiên can mậu kỳ, canh tân nhâm quý được gọi là lục nghi. Can giáp được ẩn đi nên gọi là độn giáp. Môn là bát môn, tức là 8 cửa. 8 cửa gồm có hưu môn, sinh môn, thư môn, đỗ môn, cảnh môn, tự môn, kinh môn và khai môn. 8 cửa này là từ 8 phương vị của bát quái hoàng gia. Trong quân sự còn có tên khác là bát trận đồ. Tên các cửa trong bát trận đồ là thiên môn, địa môn, phong môn, vân môn, long môn, hộ môn, điểu môn và xào môn. Bát trận đồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng, nhưng kỳ thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Bát môn thực tế là 8 loại cảm ứng điện từ của hệ mặt trời và trái đất đối với con người. Độn giáp được hình thành trên cơ sở bài toán tổ hợp tuyến tính của 10 can, 12 chi của năm tháng, tiết lục nghi tam kỳ của tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái cửu cung, hư, sinh thương, đổ, cảnh tử, kinh, khai, trùng ngũ cung, 28 sao, tính bằng giờ, gọi theo can chi và sao y như tính thời gian bằng giờ, phút, giây. Kỳ môn độn giáp, giáp trốn ở mậu. Bởi lẽ hai địa chi hợi và tí của can giáp ở tiết lập đông tiểu tiết, đại tiết đông chí. Khởi tính năm giáp tí ở thiên can mậu, nó độn trốn ở can mậu. Tam nguyên tức là thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Thượng nguyên từ năm 1864 đến năm 1923, trung nguyên là từ năm 1924 đến năm 1983, hạ nguyên là từ năm 1984 đến năm 2043 và 2044 trở lại thượng nguyên. Việc chiêm bói bằng kỳ môn độn giáp thường có 4 tầng nhân tố tổ hợp thành, chủ yếu gồm có thần bàn, thiên bàn, môn bàn cũng gọi là nhân bàn, địa bàn. Trong kỳ môn độn giáp có bát thần và cửu thần. Bát thần gồm trị phù, đăng xà, thái âm, lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên. Cửu thần với cơ bản cũng giống bát thần. Bát thần ứng dụng cho chuyển bản, ứng với 8 cung vị là một vị thần. Cửu thần ứng dụng trong phi bản, có 9 cung vị ứng với các vị thần. Khái niệm cửu thần được sử dụng phổ biến khi xem kỳ môn độ giáp. Như vậy, căn cứ vào thời gian ngày, tháng cụ thể, theo ghi chép thiên can địa chi, lấy lục nghi tam kỳ bát môn cửu tinh, bày cung bố trận, chính bản xoay chuyển, thực hiện rèn luyện, tất cả hình thành dương độn cửu cục, âm độn cửu cục, cộng thập bát cục. Lấy những thứ này để chiêm bói, suy đòi quan hệ giữa các sự vật tình trạng, hướng đi để lựa chọn phương hướng và thời gian cát tường thuận lợi. Vậy, theo lối tư duy của kỳ môn độn giáp, làm thế nào để lý giải về sự việc này? Trên mạng có một người tên Đại Lương đã vận dụng kỳ môn độn giáp,
Khởi điểm là giai đoạn thời gian khi sao Thủy nghịch hành lần gần đây nhất là lần thứ 2 trong năm nay, thời gian từ 18 tháng này đến 12 tháng sau, lấy 18 tháng này là bắt đầu một kỳ môn cục dự đoán tin tức về xu thế của trận lũ lụt năm nay. Chúng ta hãy cùng tóm tắt những điểm chính. Sao Thủy còn được gọi là Thìn tinh. Thìn là một trong 12 địa chi thuộc về dòng đại diện cho nước. Theo vị trí sắp xếp tử cung của 12 địa chi, vị trí của Thìn ở Tốn tứ cung, phù hiệu là Huyền Vũ thuộc Thủy, Cửu tinh Thiên Bồng thuộc Thủy, Nhâm Dương Thủy, Quý âm Can âm Thủy, ký hiệu trong cung ngày đại đa số thuộc Thủy trong ngũ hành. Tuy nhiên thì trong địa chi thuộc thổ trong ngũ hành, trong địa chi học có tứ khố ngũ hành đều thuộc thổ, chính là tứ khố Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Mùi là mộc khố, Sửu là kim khố, Tuất là hỏa khố, Thìn là thủy khố. Thủy khố là trạng thái có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem cát hung bằng kỳ môn độ giáp, thiên bàn thuộc kỷ, địa bàn thuộc nhâm. Kỷ cộng nhâm gọi là địa võng dương cao. Cục này là khi sao Thủy nghịch hành vị trí của cung lại là Thìn. Có thể lấy hình tượng của nước để liên tưởng, Thủy là long mạch trong văn minh Trung Hoa. Lần này lấy sông Dương Tử làm đầu. Những con sông lớn nhỏ được hợp thành một chiếc lưới võng gọi là địa võng. Địa võng vốn là nền ở trên mặt đất, nhưng cát hung cách lại hiển thị địa võng dương cao. Nhâm ý nghĩa tượng trưng cho lao, tù, chính là hình phạt. Chữ quan trọng nhất của cục này chính là một chữ hình. Hình là trừng phạt, nhìn nhận từ lục nghi có ẩn lục giáp. Giáp tốt kỷ và giáp kỷ nhâm có ẩn chứa địa chi là Tuất và Thìn, hình tượng biểu trưng lần lượt là Cẩu và Long. Tiếp theo, hãy xem kỷ cộng nhâm, Cẩu ở trên Long ở dưới. Long bị Cẩu cưỡi trên đầu vì không hài lòng, không vui có thể không động hay sao? Nhìn nhận từ ngũ hành kỷ là thổ, nhâm là thủy. Hiện rõ cách làm theo thói quen chính là thủy đến thổ ngăn. Phân tích theo hình tượng này, địa võng dương cao biểu thị con rồng sẽ trừng phạt với một vài sự việc. Vậy cụ thể là gì? Đập Tam Hiệp do Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm, cơ bản được hoàn thành xây dựng vào năm Nhâm Thìn 2012. Thìn trong địa chi năm Nhâm Thìn và Thìn ẩn giấu trong giáp Thìn Nhâm ở cùng một chỗ. Hai Thìn này gọi là Thìn Thìn tự hành. Phía trên đã đề cập Nhâm là lao, tù chính là hình trong hình phạt. Đối với con rồng này mà nói chính là tự mình thực hiện hình phạt với mình, cũng có nghĩa là phục ngâm, ẩn núp, phục. Hiểu một cách đơn giản chính là con rồng dương tử vô cùng lợi hại, không ai có thể áp chế được. Vậy nếu là số phận thiên định, không cần người khác tới quản thúc, áp chế tự thân cũng có thể trở nên hiền lành, không gây sự. Biết được ngọn nguồn chân tướng của Đập Tam Hiệp, chúng ta có thể hiểu rằng nhâm của lần này trong năm lại vào tháng Ngọ, hơn nữa có kỷ cộng nhâm trong cung vị. Đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm Nhâm Thìn. Con Thìn tức rồng bị áp chế, đè nén địa võng dương cao muốn quay cuồng khởi lên. Hỏi ai là người đáng bị trừng phạt ở đây? Như vậy, rất có khả năng đó chính là cần phá vỡ Đập Tam Hiệp. Thứ đã chấn áp, đè nén lên thân rồng 8 năm. Do đó, mưa rồng kéo dài liên miên, nước sông ở khắp nơi dâng cao, núi rung địa chấn chính là biểu hiện con rồng vàng này đang muốn hoạt động trở lại, muốn vượt ngục rồi. Điều này chính là cái gọi là đột nhiên khai mở hóa vàng thả giao long, rồng điều hành mây, mưa, hổ điều hành gió. Tuy nhiên, hai ngọn núi quy và xà, tức núi rùa và rắn đã bị phá vỡ phong thủy. Nếu con rồng này muốn thức dậy, muốn hoạt động tất sẽ không còn mưa thuận gió hòa. Nếu nó muốn báo thù nghiệt long xuất thế, có thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.